Ê, té, té. Ôi, cái gì vậy? Sao không? Thì không đi sao té vậy? Đi sao mà chật luôn vậy? Thiệt tình chứ. Quá chạy dắt rồi. Dạ. Rồi, không ổn rồi. Ờ, nè quý vị. Con dắt nè quý vị, thấy không? Thấy ghê không? Ừ, quá chạy rồi kìa. Sao tôi không dữ vậy? Trời, ông giết nó đi, ông làm gì dùng cái hỏi đu rồi sao? Ây da, chết mày, cái bộ buông tay con. Kỳ gì? Số 4 nè. À, con số nào con chạy cái hộp gà cho chú ha. À, chạy dùm cái hộp gà, những dãy số đây. 0123456789 ha. À, con Linh Thiên ở đây. Ha. Xui chăng là bước về tối đêm nay. À, ban cho chú cái lộc cái tài. Ha. Để chú giúp người, giúp đời bớt đi cái khổ đau trong cuộc sống. Té mưa nữa không? Trong đó. Trong đây cái gì? Dạ. Ừ, ừ. Đu cái giò con. Có giá không? Đu không không? Chưa câu rồi. Mới đu con này. Trời ơi, đâu dữ vậy? Dạ, trời ơi, chết rồi. Quá chạy giá rồi. Dạ, trời ơi, không ổn rồi. Ờ, nè quý vị. Con giá nè quý vị, thấy không? Đi ghê không? Ừ, quá chạy rồi kìa. Sao đu không dữ vậy? Ừ, ông giết nó đi, ông làm gì dùng cái hỏi đu rồi sao? Ây da, mày chết mày, cái bộ buông tay con. Kỳ gì? Trời ơi, sao không đi, ông dẫn đi cái đường dắt không vậy? Đi đường đó đó chứ. Đi đường đó mới... À, đi đường đó mới vô đây gần phải không? Đi bọc đường kia gì? Đi bọc đường kia vô xa hả? Ừ, nhưng mà đi đường chỗ hồi nãy, chỗ kia đường... Thôi, soạn đồ ha. Tranh thủ xin đi để dắt không à, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. À, ai chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh ha. À, thì cái động lực lớn nhất của tôi à là tôi làm nghề là cầu xin được cái lộc cái tài đó. À, ai có lộc có tài tôi mừng cho người đó quý vị, mà tài lộc ví dụ như không may mắn không, những nơi không có duyên thì quý vị cũng thông cảm ha. Nhiều khi quý vị biết để số mà ông bà người ta cho vậy là cũng linh thiêng rồi, quý vị cứ tham khảo không. Toàn thể anh chị em cô bác ngày mai ai cũng có lòng có tài tại cung Dông Nhi năm tuổi chết nước ha, linh thiêng giữa đồng. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cái nhau ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Hiện tại thì Nhân đang trên đường xuống cái mộ Dông Nhi năm tuổi chết nước quý vị. Hôm qua Nhân có cầu cho quý vị cái lộc cái tài là con 72 và con 73. Thì con 72, con 73 hôm nay thì mình được gỡ ha. À, miền Nam mình ăn được 3 phát, à, miền Trung mình ăn được 3 phát nữa. Tổng là 6 phát quý vị. Ủa lộn mày, 7 phát quý vị. Miền Nam 4 phát, à, miền Trung mình ăn 3 phát. Thì rồi, thì bé nói chung thì lần đầu tiên lại sinh vậy, bé cũng linh thiêng quý vị, giúp cho mình vậy là cũng ha, linh dữ lắm, linh rồi. Đó, Nhân đã làm hết cái khả năng của mình luôn quý vị. Đó, dùng hết công lực luôn, cầu cơ nhập sát luôn quý vị. Trời ơi. Rồi thì số hôm nay ha, à, bà con anh chị em nào à, có lộc có tài thì Nhân mừng cho người đó quý vị ơi. Thì cái động lực lớn nhất của Nhân đó chính là được tất cả quý vị thương mến Nhân, ai đang xem video ha, à, ai biết chia sẻ lên Facebook, Zalo, Yahoo, mình chia sẻ lên cho bạn bè cùng xem sau những giờ làm việc mệt mỏi quý vị. Đó, quý vị thấy cái đường giờ nói chung thì cũng còn vài chiếc xe liêu riêu chạy, chút xíu nữa là tối thui, là bắt đầu là không còn chiếc xe nào luôn quý vị. Quý vị thấy cái đường không? Thì cái mình chạy vô cái đường này một lát, chạy qua cái cầu kia không có qua cầu được quý vị, phải đậu xe lại, đó, phá lại rồi mới lội đi vô nữa quý vị. Ai ơi, lội vô một khúc nữa
Thì nói chung giờ này cũng còn sớm, cái đường rất là xa, cho nên là nhân tranh thủ chạy xuống dưới canh giờ bắt đầu xin quý vị. Rồi ngày mai tất cả quý vị tập trung trên hai kênh của Nhân nha, Tâm Linh TV thì Nhân có xin tại cái cung ngay cái ngã ba đường, cái ngã ba đó thì tai nạn giao thông rất là nhiều quý vị, không chết rất là nhiều, thì Nhân có xin được cái lòng cái tài có đăng ở trên cái kênh Tâm Linh TV. Thì anh chị em nào chưa biết thì mình gõ vô mình tìm kiếm cái kênh đó cũng của Nhân luôn. Hiện tại Nhân làm hai kênh, thì mỗi tối mỗi đêm Nhân đi hai cung đó. Thì ai hợp bên cung nào, ai có lòng có tài ở đâu thì Nhân mừng cho người đó quý vị, được không quý vị? Rồi thì anh chị em nào chưa like thì mỗi người cho Nhân xin một like, ai chưa chia sẻ thì chia sẻ cái clip của Nhân lên, quý vị có thể xem giải trí cho vui sau những giờ làm việc mệt mỏi quý vị, thấy không? Thì Nhân làm hết cái tâm của mình quý vị thấy. Rồi khi nào tới tới nơi thì Nhân quay hả quý vị. Thì ở đây mưa, nói chung một chiều giờ mưa lớn lắm quý vị thấy không, đường đó còn ướt nhẹp luôn quý vị thấy. Rồi thì sau một đoạn đường khá là dài quý vị thì vẫn chưa tới nha, nói chung thì cũng còn xa lắm quý vị ơi. Nhân chạy nãy giờ cũng 20-30 cây rồi. Quý vị thấy cái đường không, không còn một bóng người luôn. Giờ này thì gần 11 giờ rồi quý vị, xuống tới đó là soạn đồ lên cúng chắc cũng cả 12 giờ. Rồi ngày mai quý vị tập trung lại ha, thì tài lộc hôm nay mình rực rỡ ha quý vị. Rồi ai có lộc có tài ha, Nhân mừng cho người đó quý vị. Trời ơi không biết có ai trúng không, để cho Nhân biết quý vị. Quý vị thấy không, Nhân cực khổ Nhân đi đó. Nói chung thì cái cực khổ của Nhân bỏ ra thì cũng được đền đáp ha, thì cũng mang lại cái niềm vui như cái tài cái lộc cho quý vị. Nhân cũng rất là vui quý vị. Trời ơi, quẹo qua đây chỗ nào quên mất tiêu đường rồi, tới công chuyện luôn. Trời ơi, để Nhân định vị quý vị ơi, cái đường bây giờ quên mất tiêu rồi. Chào cả nhà, thì hiện tại thì đây là cái đoạn đường mà một lát mình đi vô trong cái ngôi mộ trong viên trong tuổi quý vị. Thì ở đây chắc Nhân sẽ không có quay được quý vị, thì người nhà người ta không có cho quay, thì cũng mong quý vị hoan nghỉ cho Nhân ha. Thì Nhân xin được rồi, Nhân ra Nhân thông báo quý vị. Thì đến thì nói chung thì Nhân tỉnh trái cây rất là nhiều quý vị thấy ha. Rồi để trả lễ cái lọc hôm qua Nhân đã xin là con 72, con 73 quý vị ha. Rồi thì cũng mong là Nhân sẽ cầu lại cho quý vị cái lọc cái tài ngày mai tham khảo trên kênh Nhân Trần TV vào ngày 10 tháng 5 năm 2022. Thì có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, miền Trung, đêm thì có miền Bắc hả quý vị. Rồi thì bây giờ Nhân sẽ quay một đoạn cái đường đi vô để cho quý vị mình xem, và vô tới đó thì không có quay hả quý vị. Mong quý vị hoan hỷ cho Nhân. Rồi bây giờ tất cả quý vị cũng theo chân Nhân đi. Thì mình vô trong cái đường này thì nói chung cũng khó đi lắm quý vị, trời mưa này nó chắc sình không. Trời ơi, rồi chào cả nhà nha. Thì Nhân vừa mới trả lễ cho cái dông nhi 5 tuổi xong quý vị, thì Nhân có xin lại cho quý vị cái lọc cái tay vào ngày mai để quý vị tham khảo trên kênh Nhân Trần TV. Thì cái lọc của cái dông nhi 5 tuổi hôm nay bàn cho mình là con 27 quý vị và con 98 nha. Thì Nhân xin lặp lại cái lọc Nhân trả lễ cái bộ số hôm qua Nhân xin lại cho quý vị là cái lọc là con 27 và con 98. Ngày mai có đài công ty sổ số kiến thiết Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, miền Trung, đêm thì có miền Bắc. Thì miền Trung hôm nay thì mình cũng rực rỡ, mình ăn được 72 quý vị, ba nhái ha. Và miền Nam của mình ăn được 4 phát nữa đó, hai miền, miền Nam miền Trung mình ăn 7 phát quý vị. Cũng cầu mong bé Linh Thiên giật cho mình cái lọc cái tài ngày mai trên kênh Nhân Trần TV con 27, con 98 giật dở Nam Trung Bắc. Rồi thì tài lập về tâm linh quý vị, quý vị thấy xin xong rồi rất là mệt quý vị.
tại vì cái cung này sinh rất là mệt nha. Rồi thì cũng mong là tất cả quý vị thân mến nhân ai đang xem video thì mỗi người tiếp cho nhân cái động lực, ai chưa like thì mỗi người cho nhân xin một like, ai chưa đăng ký kênh thì bên góc tay phải màn hình điện thoại của quý vị có cái chữ đăng ký màu đỏ đó, thì tất cả quý vị bấm vào cái chữ màu đỏ đó luôn để chi, để cập nhật những video quý vị nhân đăng lên hàng ngày trên các kênh của nhân. Thì kênh của nhân xem hoàn toàn miễn phí, tài lộc nhân làm, anh chị em nào tham khảo được thì mình tham khảo, còn không tham khảo thì quý vị cứ xem rồi mình cho qua, không mất mát gì hết, được không quý vị? Đó, còn bây giờ thì cũng sáng luôn rồi quý vị. Trời ơi, vừa cúng xong quý vị thấy hiện tại nè, đây quý vị thấy vừa cúng xong là 12 giờ kém 5 phút quý vị, mà giờ này thì nhân còn ngoài đường thì quý vị cũng đã biết rồi, nhân làm hết cái tâm của mình để cầu cho con số đó nó về, thấy không? Thì tài lộc mà số mà mình chơi thì mình xác định có ăn có thua, thì cũng mong quý vị quan hỷ cho nhân những lúc nhân sinh số nó không có về quý vị. Nhân cũng mong là cái cực khổ của nhân được vong linh ông bà người ta đền đáp cho, mang đến cái tài cái lộc này để cho quý vị tham khảo ngày mai trên kênh Nhân Trần TV. Thì nhân xin lặp lại quý vị, cái lộc cái tài nhân sinh được tại cái cung vong nhi năm tuổi chết nước, nhân không có quay được quý vị, thì nhân chỉ vô nhân sinh rồi nhân lên thông báo cho quý vị biết ha, ai tham khảo được thì mình tham khảo. Con 27 và con 98 ngày mai trên kênh Nhân Trần TV của đài công ty sổ số kiến thiết Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, miền Trung, đêm thì có miền Bắc, được không quý vị? Rồi anh chị em nào đang xem, ai chưa like thì mỗi người cho nhân xin một like, ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, ai biết chia sẻ lên Facebook, Zalo, Yahoo, mình có thể chia sẻ cho người thân bạn bè cùng xem sau những giờ làm việc mệt mỏi quý vị. Thì giờ nhân đi không muốn nổi luôn rồi quý vị, trời ơi tới công chuyện luôn. Nói chung thì xin vong linh giáp âm hạch, nhân cũng mong tất cả quý vị thương mến nhân. Không ai thích xem kênh của nhân thì xem, không thích thì quý vị cứ lướt nhẹ qua, mình kiếm cái xác mình xem, mình vào mình nói lời cay đắng làm chi hả quý vị, đúng không quý vị? Rồi thì ai có lòng có tài muốn phát tâm phát nguyện, ai muốn phụ nhân được dĩa trái cây hay là bó nhang hay là chung đèn cày gì đó thì nhân cũng xin hoan hỷ và chân thành cảm ơn. Còn bây giờ thì khuya cũng khá là khuya rồi quý vị, sáng rồi, thì nhân cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chúc toàn thể anh chị em cô bác trong nước và ngoài nước trên kênh Nhân Trần TV ngày mai ai cũng có lộc có tài. Xin chào và hẹn gặp lại.